Hiện tại là Nhân đang đứng tại giai đoạn 1, đợt 1 của khu Bella Vista. Thì ở đây như mọi người thấy thì hạ tầng hầu như là cũng đã hoàn thiện rồi. Đường điện thì có sẵn, thì ở đây thì nhà ta xây rất là nhiều rồi. Và bây giờ chỉ khoảng 2 tháng nữa thì bên công ty sẽ hoàn thiện cái hạ tầng cho mình, tức là thảm nhựa cái đường cho mình luôn. Bây giờ mọi người thấy bên đây thì có một cái khách hàng đang xây nhà. Rồi ở đây thì nếu như quý khách hàng mình xây nhà là mình sẽ xây tự do 100% và mình xây hết đất luôn, không phải chừa. Ví dụ như một lô đất của mình là ngang 5 và 20 thì chỉ cần mình từ cái mép lề vỉa hè 2m thì từ cái mép lề đó mình xây thẳng vào trong 20 luôn. Còn ví dụ như quý khách hàng mình muốn chừa sân thì chừa, còn không chừa cũng không sao. Tức là Nhân nói tóm lại là mình xây dựng tự do nha mọi người. Bên đợt 1 thì được một cái công viên rất là dài nha mọi người. Cái công viên trải dài từ đầu của kênh Thầy Cai, trải ngược qua tới bên đường 36m. Thì như mình thấy là bên chủ đầu tư đang làm cái công viên lại cho mình, đang cắt cỏ, tỉa cỏ lại. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Tất cả quý khách hàng mình cũng được thấy thì trong khu Bella Vista này có một cái con kênh rất là thơ mộng. Đầu kênh là bắt nguồn từ sông, từ kênh Thầy Cai, và cuối kênh là nằm trong khu công nghiệp Thái Hòa. Thì từ đầu kênh cho tới cuối kênh là khoảng 1 km, và tất cả những cái lô đất đối diện hai bên kênh này thì với cái diện tích tầm ngang 5 và 17 cho tới ngang 5 và 20 thì với cái giá mét vuông là từ 6 triệu cho tới 8 triệu mỗi mét vuông. Thì nó sẽ từ cái vị trí và tùy cái view. Thì những cái view thường thì nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu, còn quý khách hàng mình mua những lô gốc chẳng hạn và những cái lô với cái vị trí đó, cái view đẹp một chút xíu đó, thì khoảng 7,5 đến 8 triệu mét vuông. Thì ở trong đây thì sau này bên chủ đầu tư sẽ cải tạo lại con kênh cho mình rất là đẹp nha mọi người. Trong khu này hiện tại là những cái người dân lúc trước đầu tiên đã mua trong dự án này thì hầu như những người dân đó đều kinh doanh rất là tốt. Thứ nhất là kinh doanh về cái mảng phòng trọ, thì ở đây cho thuê phòng trọ rơi vào tầm khoảng 800 cho tới 1 triệu một phòng, và mình chưa tính tiền điện nước nha cả nhà. Thì ở đây cũng có rất là nhiều những cái khách hàng đã mua đầu tiên, bây giờ về đây kinh doanh là mua bán ký cửa nhà đất. Thì hiện tại là có khoảng từ 4 tới 5 cái nhà đất ở trong đây nha mọi người. Thì ở đây hiện tại bây giờ cái lượng giao dịch về nhà đất phải nói là rất là nhiều, là hầu như là ngày nào cũng có. Bởi vì khi mà Nhân vào bên trụ sở của công ty Trần Anh Group là thấy lúc nào cũng có người sang nhượng hợp đồng tại khu Bella Vista này. Nếu như người khách hàng mình muốn mua nhà hoặc đất ở đây thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình, hoặc là cứ kết bạn Zalo hoặc là Facebook với Nhân, để khi nào mình cần tới nhà đất thì lúc đó cứ liên hệ với Nhân. Và đây là kênh Thầy Cai. Kênh Thầy Cai thì bắt nguồn từ sông Sài Gòn và nó chảy len lỏi về những cái dòng kênh khác xung quanh những cái khu vực của huyện Đức Hòa. Tổng khu Bella Vista là 40 hecta và công ty đang mở rộng thêm khoảng 20 hecta nữa. Và 40 hecta này hiện tại là công ty đã bán được khoảng 3.000 nền trong đây rồi, và cái giá ban đầu nó rơi vào tầm khoảng từ 3 triệu cho tới 4 triệu một mét vuông tùy vị trí. Nhân đang đứng tại đợt 2 của khu Bella Villa. Nhân chia sẻ một chút xíu một cái câu chuyện. Hồi trước có một cái lô gốc, nó cách đây khoảng chừng nửa tháng thôi cả nhà. Nhiều khi Nhân làm cái video này thì cái chị khách hàng kia cũng thấy được. Tại lúc trước thì chị cũng xem video của Nhân á, thì hầu như là lúc trước chị gửi rất là nhiều bạn sale, gửi rất là nhiều luôn, nhưng mà bán không được. Tại vì cái thị trường của cái lúc đó nó đang đứng lại, và cái khu này thì cái hạ tầng nó chưa có hoàn thiện. Thì chị gửi bán thì hầu như ngày nào chị cũng gọi là sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, thì gọi để mà ép thúc những cái bạn nhân viên mà lúc trước bán cho chị và những cái bạn mà nhân viên sale để mà ký gửi để bán nhanh cho chị. Nhưng mà bán hoài không được, thì do cái thị trường thôi, với lại cái hạ tầng của cái khu mình nó chưa đẹp lắm. Thì khi bây giờ nó cũng hơi ổn ổn một chút xíu rồi đó, thì lúc này thì bên Nhân mới gọi lại cho chị, thì nói chị ơi, bây giờ cái giá của chị gửi đó thì hiện tại đã có người trả giá và có người chịu mua rồi. Thì Nhân gọi lại, lúc đó chị không chịu bán nữa. Thì rất là khó khăn cho những cái bạn mà làm cái nghề môi giới, làm cái nghề sale duyên nhân. Thì khi mà khách hàng cần gấp á, thì ép thúc tụi em bán cho được,
nhưng mà cuối cùng có kiếm được một khách hàng rồi đó, thì lúc đó là không chịu bán nữa. Thật sự mà nói thì kiếm một khách hàng không phải là dễ nha cả nhà, rất là khó, cực kỳ khó. Ví dụ như một tháng thì tầm khoảng 2 khách hàng, 3-4 khách hàng thôi chứ không có nhiều, chứ không phải là ngày nào cũng dẫn được 2-3 khách hàng. Cho nên là khi mà kiếm được một khách hàng mà chịu mua một cái sản phẩm của bên tụi em giới thiệu rồi á, mà lúc đó mà cái khách hàng không chịu bán nữa thì phải nói là rất là hụt hẫng, rất là kêu bằng bức xúc khó chịu đó mọi người. Thì ví dụ như khách hàng mình ai muốn ký rưỡi thì mình phải xác nhận được, xác định được là mình thật sự cần bán và thật sự muốn bán rồi, thì lúc đó hãy ký gửi cho bên môi giới hoặc là bên sale tụi em, để mà khi tụi em có giao dịch thì thật sự là tụi em cũng có tiền chứ không có tiền. Nên là muốn khách hàng mình hãy xác định cho kỹ rồi lúc đó hãy ký gửi cho tụi em nha. Hiện tại thì bên công ty đang gấp rút để làm hạ tầng trả cho tất cả khách hàng, thì rơi vào tầm khoảng giữa tháng 6 là hạ tầng ở khu Villa Villa sẽ hoàn thiện khoảng 100%. Thì như tất cả mọi khách hàng cũng được thấy, ở đây thì đã có khách hàng xây nhà rồi. Và rơi vào tất cả khu từ đợt 1 cho tới đợt 3 của khu Villa Villa tầm khoảng tháng 10 thì bên công ty sẽ trả sổ hồng cho tất cả mọi khách hàng. Ở đây thì mình sẽ có nhiều cái đơn giá nó khác nhau. Ví dụ như Nhân đang đứng tại một cái con đường trục chính thì nó nối dài từ bên kênh Hà Cai qua đường 36m. Thì ở đây nếu như người khách hàng mình mua ở những trục đường chính lớn, như trục này là trục chính luôn và cái đường nó hiện tại là nó 20m, thì cái giá ở đây nó tầm khoảng từ 7,5 triệu cho tới 8,5 triệu một mét vuông. Thì tùy theo khách hàng gửi. Ví dụ như có những khách hàng mua lướt sóng mà mua đi bán lại liền thì nó khoảng 7,5 triệu hoặc là 8 triệu. Còn những khách hàng ví dụ như mua để đó, nếu bán được thì bán, không được thì thôi, không quan tâm, thì những khách hàng đó sẽ gửi tầm khoảng 8 triệu cho tới 8,5 triệu. Và bây giờ là Nhân đang đứng tại đường 36m của khu công nghiệp Đức Hòa 3. Thì đường 36m này, đầu đường là bên khu công nghiệp Đức Hòa 3, bắt đầu từ tỉnh lộ 9 và cuối đường bên đây là đường tỉnh lộ 823. Và bây giờ thì Nhân xin tóm gọn lại một chút xíu về khu Bella Vista. Nếu như nói về khu Bella Vista thì nó nằm trọn trong lòng khu công nghiệp Đức Hòa 3. Thì trong khu công nghiệp Đức Hòa 3 nó bao gồm những nhiều khu công nghiệp khác nữa, chẳng hạn như là khu công nghiệp Thái Hòa, khu công nghiệp Ánh Hồng, thì nó gom gọn lại trong khu công nghiệp Đức Hòa 3. Thì bởi vì mình nằm trong lòng khu công nghiệp cho nên ở đây thì công nhân rất là nhiều. Và quý vị khách hàng mình nếu như mình mua đất tại đây để mình xây, mình kinh doanh nhà trọ thì phải nói là một cái lợi thế rất là tốt cho mình. Và nếu như mình xây nhà mình ở tại đây thì cũng rất là tốt, bởi vì cái giá bây giờ nó còn rất là mềm nha mọi người. Thì ví dụ như lúc trước thì khách hàng mua ở đây nó rơi vào tầm khoảng từ 3 triệu cho tới 5 triệu một mét vuông thì vị trí. Và tới hiện tại bây giờ đúng gần 2 năm rồi, thì bây giờ mình trở lại thì với cái giá nó rơi vào tầm khoảng từ 5 triệu cho tới 8 triệu một mét vuông thì cũng tùy vị trí. Thì nếu như quý vị khách hàng mình mua những cái lô đất chẳng hạn như là 5x20 thì có những cái vị trí nó vừa phải thôi, thì rơi vào tầm khoảng từ 500 cho tới 600 triệu một nền. Thì chỉ cần mình mua 2 nền mình xây khoảng chừng 15 cái phòng trọ thôi, thì lúc đó là mình có thể thu nhập hàng tháng rơi vào tầm khoảng từ 10 cho tới 15 triệu thì rất là tốt cho mọi người. Còn cái diện tích tại khu này thì nhỏ nhất là nó khoảng 412, còn lớn nhất thì nó khoảng 2-300 m² là những lô gốc nha mọi người. Hiện tại trước mắt của tất cả quý khách hàng là nhà máy bia Samuro, thì không dễ gì mà những cái ông lớn, những thương hiệu lớn như vậy lại về tại khu công nghiệp Đức Hòa 3 của tỉnh Long An. Thì những cái lý do khi mà họ về đây, đầu tiên là họ mướn đất tại nơi này thì nó sẽ rẻ hơn so với đất ở Sài Gòn. Và thứ hai là mướn những cái người dân lao động tại nơi đây nó cũng rẻ hơn so với cái giá mà thuê những cái người lao động ở Sài Gòn. Và cách thứ ba
Nếu như bây giờ mà không thuê đất thì sau này nó sẽ không còn những vị trí mà nó đẹp như thế này nữa. Mong quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút like và bấm nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được tất cả những video sau. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở những khu dân cư khác.